trên một cái thế hẻm 3 mét thông và gần cái hẻm xe tải khu Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, chợ Tân Sơn Nhất, giáo xứ Hòa Bình, bệnh viện 175. Nhà hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn, một lớp cửa bốn cánh, và có cái sân thượng rất lớn, rào sát lại ok, lại thêm hẻm hông thoáng mát. Nhà có chiều dài cực khủng luôn, tới 16 mét. Hai phòng ngủ lớn, hai vệ sinh nở hậu, 2m9 x 16, khu Tân Sơn Nhất, công viên Gia Định, ra sân bay chỉ có mấy phút mà thôi. Đây, cái thế hẻm hông lại rộng cho nên là chừa được hai cửa sổ dưới, ba cửa sổ trên và có cửa bếp. Nhà rất là ok, cho nên là với cái chiều dài 16 mét cho nên chúng ta sẽ có một cái phòng khách rộng lớn, dài, cửa bốn cánh cùng cửa cuốn ngoài cách âm, cửa bốn cánh kính cách âm bên trong, đúc chắc chắn hệ thống đèn led, cũng như là cái phòng khách dài mênh mông tha hồ dựng xe thoải mái, mà lại có thêm cửa sổ hông mát mẻ nữa. Nhà full nội thất, salon, máy lạnh, giường, tủ, bàn ghế, bàn ăn, kệ bếp đầy đủ, rồi chỉ cần xách vali và là ở thôi. Với cái hệ thống đèn led rất là ok cho một cái căn nhà, cầu thang lát đá hoa cương, tay vịn gỗ song sắt, và xây dựng theo cái phong cách mới rất là trang nhã hiện đại. Quý vị nên alo cho hotline trên màn hình 0906 943839 đi xem căn nhà này, hoặc là đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất Đoàn Vương trên trang Nhà Bán Gò Vấp để vẽ vào những cái danh sách khác nhà 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ lựa thêm cho mình và gia đình căn nhà phù hợp. Đây, khu bàn ăn bằng gỗ và rộng rãi, trong một cái khu bếp rất là rộng, lại có thêm cửa sổ hông, cửa hông thoáng mát, dựng xe cũng thoải mái để đi vào nhà, mà chúng ta nhà chúng ta dài thì chỉ cần dựng xe vào nhà đằng trước thôi. Khu bếp và toilet cuối, nhà có hai vệ sinh trên dưới đều miễn cuối và hai phòng ngủ lớn trước sau. Khu vệ sinh rộng rãi sạch đẹp ngang suốt căn nhà, cho nên là vùng đựng rồi để được lấy giặt cũng như các cái khác. Dạ thôi để con bà cứ ấy cho bi đi. Cửa bếp trang nhã lát mặt đá hoa cương đen, hệ thống đèn led hiện đại rất là thoáng luôn, ở rất ok, nhà rất là đẹp. Không, quý vị cứ nên đi xem căn nhà này, đặt trên thế hẻm 3m không của nó, mà thang lát đá hoa cương chỉ có 3.8, còn thương lượng cho khách mua nhanh hoặc kinh doanh thiện chí cũng rất là trang nhã luôn. Hệ thống đèn cũng như trang trí và ánh sáng rất là trang nhã bắt mắt, phòng khách dài mênh mông rất là ok. Thì trước đề nghị này thì chúng ta có phòng ngủ sau, phòng ngủ sau lên có cửa sổ hông, cũng như là có thêm cái hệ thống giường đất và giường bằng gỗ, tủ gỗ, tủ quần áo gỗ và toilet cuối. Toilet cuối rất là thoáng mát, thấy mình mở ra quý vị sẽ thấy là gió trời lồng lộng, cũng như là cái luồng không khí khí đồng học thông thoáng, tạo sự thông thoáng cho căn nhà, và không khí ánh sáng và lưu thông ngập tràn không khí ánh sáng. Như vậy thì căn nhà này ở sẽ tạo cho gia chủ rất là nhiều sức khỏe, vì thêm một cái sân thượng rộng, chúng ta có thể ngồi thưởng trà, uống cà phê, làm việc, trao đổi, hoặc là trồng cây xanh, phơi phướng tùy thích. Đồ đạc chúng ta phải nên phơi dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp để mà diệt vi khuẩn, và cũng như đôi khi chúng ta có những cái buổi tắm nắng sáng vào ngày cuối tuần để tăng cường cho sức khỏe ánh sáng và gió luôn. Mà quý vị hãy ra đằng trước để tham quan cái sân thượng rộng cũng như là cái phòng ngủ lớn phía trước ngập tràn ánh sáng luôn. Chiều dài rộng cho nên kê phòng ngủ, còn kê được bàn làm việc cũng như là các cái tiện ích khác cho cái tiện nghi ở. Đây, sân thượng là điểm nhấn, sân thượng rộng trước là điểm nhấn của cái căn nhà tuyệt vời này. Quá là ok. Phía đằng bên trước màn hình đây là băng ra là 100 mét sẽ là đường Nguyễn Kiệm, còn bên phải này sẽ là chợ Tân Sơn Nhất. Đây là cái khu vực mà chúng ta có thể đi chợ Tân Sơn Nhất đủ các cái món hàng tiêu dùng, còn nếu đi sân bay mà quên chứng minh sẽ về nhà lấy, mất đi về mất 7 phút mà 8 phút mà thôi, vừa chạy ra vừa về lấy vừa ra lại sân bay rất là gần, 3 phút xe máy nha quý vị. Quên alo cho Nhà Đất Đoàn Vương Chiến Trang một lần nữa, review cho quý vị lại cái sân thượng tuyệt vời này, hoặc là đăng ký kênh Nhà Đất Đoàn Vương để xem thêm những cái căn nhà khác trong danh sách khác, nhà 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Làm lại một cái để retour lại cái căn nhà nha.
đẹp quá. Mọi người thấy không? Và xuyến trời rất là mát mẻ nha. Đó, từ trên xuống dưới là quý vị thấy nè. Đây là cái căn nhà hiếm hoi mà mình thích, rồi tô lại một vòng như thế này. Chứ những căn nhà khác thì mình quay một lượt thôi. Rất ok quý vị ơi.